Rồi, chào tất cả các bạn đang quay lại kênh YouTube của mình. Thì mình đang đại tu cái động ca và hôm nay mình sẽ thực hiện một cái video. Mình sẽ chia sẻ cho tất cả các anh em về cái cách chúng ta lắp ráp một cái bộ hơi hay là gọi là cái bộ bích tông xi lanh, ắc bích tông thanh truyền nó như thế nào để cho nó chuẩn ha. Và một cái số lưu ý nhỏ để các anh em mình làm và chúng ta làm như thế nào cho nó chuẩn ha. Ví dụ giống như là trường hợp mà chúng ta đạt cái miệng sắc mang này ha, miệng sắc mang nó theo cái chiều nào là đúng ha, chiều nào là sai ha, những cái lưu ý khi mà chúng ta lắp cái sắc mang đó, ví dụ như vậy. Và mình sẽ nói trong cái video này toàn bộ để cho các anh em mình xem ha. Anh em nào xem video thấy hay thì bấm like, subscribe, ủng hộ kênh giúp mình. Và cái kênh của mình là mình sẽ chia sẻ những cái điều về cái động cơ đốc trang và những vấn đề về ô tô để cho tất cả các anh em mình xem ha. Các bạn sinh viên và các anh em mình muốn học nghề thì xem là sẽ biết được ha. Bên mình cũng có bán một số vật tư, phụ tùng vật tư của hãng Dell, hãng Hyundai và hệ thống phanh khi nén. Thì các anh em cần thì hãy liên hệ với bên mình ha, 038 998 100, mình sẽ báo giá cho tất cả các anh em. Ở video lần trước thì mình cũng đã nói về cái sơ bộ và cái cấu tạo và thành phần của cái bộ bích tông, ắc bích tông, thanh truyền và xi lanh rồi ha. Anh em chưa xem video đó hãy đón xem video đó, video đó rất là chi tiết rồi, rất là ok rồi ha. Các anh em mình hãy xem cái video đó và chúng ta sẽ nắm được sơ bộ qua về cái những cái bộ phận này nó như thế nào, cấu tạo như thế nào, nguyên lý hoạt động như thế nào ha, thành phần như thế nào ấy, những cái lưu ý gì trong cái video đó để các anh em mình có những cái trải nghiệm, để có những cái kiến thức để chúng ta có thể sửa chữa được ô tô ha. Bây giờ chúng ta vào việc. Động tác tiếp theo là hãy gắn cái ắc bích tông này với cái bích tông ha, và cái thanh truyền này nó như thế nào là đúng đó. Mình chia sẻ những kiến thức rất là thực tế cho tất cả các anh em mình biết. Các anh em mình xem video thấy hay thì bấm like, subscribe, ủng hộ kênh giúp mình ha. Đây thì các anh em mình hãy lưu ý ha, trên này cái bích tông thì tùy theo máy nha, các anh em mình tháo ra là các anh em mình hãy để ý ha. Ví dụ như cái động cơ này thì trên này là buồng đốt thì cái vò phun nó sẽ phun vào trong này nè các anh em đó. Các anh em mình hãy để ý với cái mặt máy ha, cái vùng này là vùng vò phun nó đi vào thì mình coi cái mặt máy nó như thế nào, thì chúng ta để cái chiều của bích tông như thế này ha. Đấy, thì đối với cái loại này thì nó nằm như thế này, đây nó nằm như thế này luôn ha. Đây các anh em mình hãy lưu ý nha, đây cái này mình để này, đây này đó, đó để vô như thế này ha, đó cái chiều nó nằm như thế này đó. Đây bây giờ tới câu chuyện là bây giờ mình sẽ nói tới câu chuyện là đây để chia sẻ kinh nghiệm cho tất cả cái này mình biết đó, mình đã để rồi ha. Cái này mình thấy cái rãnh này là cái rãnh ở cua này, ở cua để chấm xoay bọt này, chấm xoay cái bọt lót này này đấy. Thì đa số mình nói nhá, đây giả sử cái này mình thấy đây là cái bàn làm việc của mình ha. Trên này các anh em hãy tưởng tượng đây là cái đầu máy, có nghĩa là cái cánh quạt nó nằm đây, còn bên phía này là cái đuôi động cơ, nó có nghĩa là bác cái bánh đà đó. Thì các anh em mình gán vô á thì nó sẽ quay như thế này đúng không ạ, ở khi mà chúng ta lắp máy thì nó sẽ nằm như thế này đúng chưa, nằm như thế này. Thì các anh em hãy để ý này, đấy cái này này, cái cua mà để nó chống xoay cái bọt này này, đa số là nó nằm bên phía tay phải của cái máy, tính từ đầu máy về cuối máy, có nghĩa là mình đang đứng như thế này, cánh quạt đang đứng đây và bánh đà đang đứng kia, có nghĩa là cái này nó quay luôn luôn, nó quay bên phía tay phải ha, nằm bên phía tay phải nha các anh em. Đó đó là cái kinh nghiệm của mình đó. Còn đặc biệt một số xe thì nó sẽ vẫn sẽ quay qua bên này, cho nên các anh em mình trước khi mà chúng ta tháo rời cái ắc bích tông này và cái bích tông và cái thanh truyền này ra thì chúng ta hãy lưu ý vấn đề đó ha. Lưu ý là chúng ta phải để cho nó đúng chiều, không đúng chiều là có chuyện ha, rất là nguy hiểm đó. Đó là cái điều mình chia sẻ tới tất cả các bạn. Khi mà chúng ta lắp cái ắc bích tông này vào rồi ha, cái ắc bích tông này rất là chính xác nha các em, không phải là muốn vô được là vô đâu, có cái mà chúng ta phải đốt ấy, đốt cái thằng này này, đốt cái thằng bích tông này này thì chúng ta mới bỏ được cái ắc bích tông này vào đấy ha. Đó thì đối với khi mà chúng ta gài vào cái ắc này vào rồi á thì chúng ta phải gài cái phe đó, cái câu chuyện cái phe nữa. Không biết rằng các anh em mình như thế nào, các anh em mình hãy để ý ha. Cái phe chúng ta để là cái để theo cái chiều này ha. Đây, chiều này. Chiều này nha các anh em. Đây, các anh em mình thấy chiều này ha. Còn vì sao thì mình giải thích nè. Khi mà chúng ta dùng lực bích tông, chúng ta nhận lực khí cháy từ trên này xuống thì nó sẽ tác động vào cái
cái fan này này các anh em, nó sẽ giống như là nó sẽ đánh vào cái đầu fan này này, thì nó làm cho cái fan chúng ta có xu hướng lúc nào cũng bung ra hết, bung ra ha. Nó bung có nghĩa là nó bung, nó bám vào cái rãnh này này các anh em. Đó, nó bám vào chặt chặt hơn á, chứ không phải là bung ra ngoài đâu. Bung ra ngoài thì không còn gì để nói cả ha. Bung ra ngoài rất nguy hiểm cho cái động cơ ha. Đó là cái thao tác chúng ta gài cái phe ha. Khi mà đã lắp ắc bê tông rồi thì nhớ gài phe, không gài phe là nó sẽ đâm lủng cái semi này này ha. Tại vì bê tông chúng ta nó nằm trong này mà ha. Nó đây. Khi mà không gài thì nó đập như thế này này các anh em. Đấy. Ha, đó là những cái điều mà mình muốn chia sẻ với tất cả các anh em. Rồi, bây giờ tới câu chuyện là đặt cái tắc mang này nó như thế nào là đúng ha. Đây. Đặt lên đây cái máy đây ha, tưởng tượng đây là cái máy, cái xi lanh đây, bên này là đầu máy nha các anh em. Đây mình ghi chữ đầu máy đây ha, đây là đuôi máy ha. Bít tông chúng ta lắp á thì cái ắc bít tông nó nằm như thế này ha. Đó. Có nghĩa là rằng là cái bít tông này này, ắc bít tông này này, đây ắc bít tông này nó phải nằm theo chiều này ha. Đó, mình để xuống này anh em mình biết đó, được chưa? Đây, được chưa? Nó nằm như vậy, ắc bít tông là luôn luôn song song với thân máy ha, luôn luôn song song với thân máy. Đây là đầu máy, đây là cui máy ha. Đó, thì các anh em mình hãy lắp cái xác mang nó như thế nào cho đúng ha, cái miệng xác mang này để nó như thế nào cho đúng trên so với cái vòng xi lanh này ha. Đó, thì các anh em mình hãy lưu ý trên cái xi lanh này, hãy lưu ý ha, trên cái điểm này là điểm đầu bê tông, các anh em hãy lưu ý đây một cái ha, đuôi máy một cái, bên này là lực ngon một cái, bên này lực ngon một cái, các anh em hãy tưởng tượng nó là một cái chữ dấu cộng đúng không ạ. Đây dấu cộng, thì việc lưu ý đầu tiên khi mà chúng ta lắp vào cái bê tông và xi lanh thì các anh em mình hãy lưu ý là có cái khe hở miệng của xác mang, ba cái khe hở miệng này, ba cái khe hở miệng này các anh em không được để nó thẳng hòn, có nghĩa là khi mình lắp vào đây không được để, đây là ba cái miệng nó nằm như thế này nha, đây thẳng hòn không, khi mà chúng ta lắp vào như thế này, tránh trường hợp mà lắp nó thẳng hòn như thế này. Nếu mà lẹ thẳng hòn như thế này thì khi cháy từ bên trên phía trên này nó sẽ đi lòn qua cái khe hở này này, nó tuột xuống như cọc tè, gây ra hiện tượng là đổ hơi. Đó, cho nên là các anh em mình không được để cho nó thẳng hòn như thế này. Đó là lưu ý lắp xác mang đầu tiên ha. Lưu ý khi lắp xác mang thứ hai đó là các anh em mình cái miệng xác mang này này tránh quay vào bốn cái điểm này. Đây, các anh em mình lắp như thế này là sai ha. Lắp như thế này là sai. Để mình chỉ cho các anh em mình biết chứ không là các anh em mình không biết đâu. Đây, ví dụ như cái miệng xác mang nó nằm đây, nằm vào vị trí điểm này là sai ha. Đó, vào vị trí điểm này là sai, điểm này là sai, điểm này là sai ha. Các anh em lưu ý đây là đầu máy ha, mình đang chỉ khu vực này là đầu máy, khu vực này là đuôi máy, là bánh đà ha. Đó, thì bốn cái vị trí này các anh em mình không để cái khe hở miệng nó nằm ở bốn cái vị trí này ha. Đấy, không để. Rồi, vậy thì để những cái vùng nào? Để vùng này, đấy đúng không ạ? Để vùng này, đấy đúng không ạ? Để vùng này, đó. Để vùng này, đó. Được chưa? Đó, tùy nha. Thì cái rãnh xác mang đầu tiên các anh em mình để như thế này. Thì rãnh thứ hai các anh em mình để đối xứng bên này cũng được. Đấy. Tiếp thứ ba thì chúng ta ưng thì cũng để bên này, ưng thì chúng ta để bên này. Nó không có quy chuẩn cái điều nào cả. Nhưng mà các anh em hãy tránh những cái điểm này, điểm này, điểm này, điểm này. Và tránh cái vấn đề là chúng ta đặt cái ba cái miệng xác mang này nó thẳng hòn với nhau là nó sẽ lọt khí cháy. Đó là cái cách mà chúng ta lắp cái bộ bê tông, xi lanh, thanh truyền và ắc bê tông và bộ xác mang này ha. Rồi, lưu ý tiếp theo, một cái tip lưu ý nữa mà các anh em sử dụng dụng cụ đó là cái bộ này ha. Các anh em gãy nhiều, gãy lắm ha. Đây cái xác mang này, đặc biệt xác mang dầu này này, xác mang lợi gọt dầu này này, có anh em mình thường hay bị gãy, tại vì chúng ta dùng cái kềm này chúng ta vào quá lực là sẽ bị gãy. Cái này nó giòn lắm ha, cái này thì cứng này, cái này cũng cứng này, nhưng mà nó không có bị dễ bị gãy bằng cái xác mang dầu này đâu ha. Đó là khi mà chúng ta bầu cái này lưu ý ha, không là bị gãy xác mang.
Dụng cụ thứ hai là dụng cụ vồ bọt. Đây là cái bộ phận vồ bọt này các anh em. Đây, dụng cụ vồ bọt ha. Có nghĩa là chúng ta khi mà chúng ta muốn vồ bọt thì chúng ta trùm cái này lại này, trùm cái piston này lại đó. Thì dụng cụ này các anh em mình hãy dùng cái búa lò, búa cao su ha, gõ vào đây, hoặc là búa cái con gỗ, con đùi gì đó chúng ta gõ vào đây. Tránh trường hợp chúng ta dùng cái búa cứng chúng ta gõ vào đây ha. Gõ vào đây thì nó sẽ làm cho cái sắc mang chúng ta nó bị hư hỏng ha. Đây, hư hỏng nha, tại vì cái này nó mạ carom, bằng tiếng là cứng vậy đó, nhưng mà khi mà chúng ta gõ là nó sẽ bị móp méo á ha, là dẫn đến là tình trạng nó cọ xước cái xi lanh. Hy vọng rằng là những cái điều mà mình chia sẻ trong video này cũng đã đủ giúp ích được tất cả các bạn là sinh viên, tất cả các bạn là thợ mà chưa lành nghề ha. Hy vọng rằng là video này sẽ hữu ích cho tất cả các bạn.